Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình quay trở lại với một cái video về một cái bộ pin lithium. Và cái bộ pin lithium này thì nó có thể thay thế cho những cái bình ắc quy thông thường như bây giờ cho với một số cái nhiệm vụ. Ví dụ như các bạn có thể dùng kích điện hay là dùng để tích trữ cái năng lượng mặt trời, thì cái bộ pin lithium này nó tỏ ra hiệu quả hơn so với bình ắc quy. Ở đây thì mình lại làm một cái bộ pin này, là bộ pin mới. Đợt trước mình có một bộ rồi, cái bộ đó thì công suất nó nhỏ hơn, nó khoảng 16 quả. Còn bộ này thì mình ghép là 20 quả, 20 cell. Mỗi một cell này thì cái hãng sản xuất nó đưa ra hoặc là người bán đưa ra thì nó rơi vào khoảng 5A cho đến 6A. Và một cái cell thì nó độc lập là nó như thế này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. To chừng cỡ khoảng bằng quả pin đại. Và cái pin này thì nó rơi vào 3,2V một cell như thế này. Đây bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Muốn tạo ra một cái điện áp bao nhiêu V thì các bạn sẽ cộng nối tiếp từng quả pin này lại. Ví dụ như 12V thì phải cần tới là 4 quả. 4 quả thì sẽ đạt được khoảng 13V. Đây các bạn nhìn thấy đồng hồ là 3,28V này. Đó. 3,28V. Pin này theo như hãng sản xuất thì nó có thể cho mình sạc xả tới 1.000 đến 2.000 lần. Như vậy là các bạn dùng có thể bền hơn ắc quy rất là nhiều. Đây là cái thông số của hãng sản xuất đưa ra. Nhưng mà thực tế thì mình sử dụng cái pin này á, mình cũng cảm thấy chưa sạc xả đến 1.000 đến 2.000 lần bao giờ cả. Nhưng mà chỉ cảm thấy là nó cái độ xả điện của nó rất là lâu. Với một cái bộ pin mình trước mình dùng là 16 cell, 16 quả, tức là chỉ ngắn đến đây thôi này, từ đây đến đây. Thì nó đã dùng cái thời gian điện nó dùng lâu tương đương khoảng gấp 2 lần cái bình ắc quy 25A. Gấp 2 lần cái bình ắc quy gần hoặc tương đương, tức là mình không đo đến thời gian chính xác nhưng mà mình cảm nhận được là nó như vậy. Đó. Ghép nối thì khi mà mua pin ấy, thì họ cho mình những cái tấm lối như thế này. Đây. Đó, cái này thì bằng kẽm hoặc là bằng sắt thì phải. Thì mình nối vào. Và cả ốc lắp nữa. Một số cái ốc lắp này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó. Đây mình mua 24 quả thì cái shop này lại gửi cho mình thành 25 quả. Không biết là họ nhầm lẫn hay là khuyến mại gì đây. Đó. Các bạn cũng có thể tham khảo trên Shopee, Sendor hay Lazada. Ở đây thì mình mua trên Shopee. Và cái pin này cũng có nhiều mức giá. Mình sẽ không đề cập cái giá ở đây. Nó có nhiều mức giá, có thể là loại tốt, loại xấu hay là chỗ bán đắt, chỗ bán rẻ như nào đó thì mình không biết, thì các bạn có thể tự vào đó mà tham khảo. Mình thì hiện giờ mình chưa bán cái loại pin này. Muốn đảm bảo được cái bộ pin này nó hoạt động ổn định, bền và hiệu quả thì các bạn phải có một cái mạch sạc xả và cân bằng pin, tức là nó bảo vệ cả qua dòng nữa. Sạc đầy thì cái mạch này cũng sẽ ngắt luôn, mà quá tải chập đầu ra nó cũng ngắt luôn. Đó, rồi là khi mà nó bị lệch cell thì chúng ta sạc đầy nó sẽ có chế độ là cân bằng lại các cell. Với pin lithium này nó khá là phức tạp, nó không giống như bình ắc quy. Nó bình ắc quy thì nó chả cần phải cân cell gì cả, nhưng cái này thì phải cần cân cell. Nếu như các bạn không cân cell thì các bạn chỉ sạc một lúc thôi, quả pin nào đầy trước, một trong bốn cell mà nó bị đầy thì nó sẽ báo đầy luôn. Đó, đây chính là cái vì sao mà lại phải dùng cái mạch này. Và nếu như cái cách lắp ráp ấy, thì ở đây một số, đầu tiên mình mua cái mạch này về lần đầu tiên thì mình cũng rất là nương ngớ, không biết lắp ráp như thế nào. Nó bao gồm, các bạn nhìn thấy này, nó bao gồm một cái cụm rắc gồm 2, 4, 5 dây, một cụm rắc 5 dây và một đầu nữa có 3 cái đầu hàn này. Đây này, B trừ này, P trừ này, C trừ. Đó. Thì cái các bạn nào mà chưa lắp lần nào ấy thì các bạn sẽ hàn như này. Bộ pin các bạn ghép lối thành 4 quả lối tiếp với nhau rồi nhé. Ở đây mình ghép là 6 quả song song. 6 quả song song. Và thành 4 khối như vậy. 4 khối này được nối tiếp với nhau để tạo ra cái điện áp là 13V. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây. Cái điểm này là dương chẳng hạn thì chỗ này là 3V 2 này. Xuống bên dưới này thì nó là 6V rưỡi này. Đó. Thì nối tiếp thì nó cứ cộng vào thôi.
khi mà các bạn ghép 4 cell này lại với nhau, 4 khối này lại với nhau thì nó sẽ tạo ra cái điện áp là 13V. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó, 13,06. Khi mà các bạn sạc đầy thì nó sẽ lên khoảng hơn 14V. Và nó giữ ở cái ngưỡng đó tương đối là lâu. Khi mà các bạn dùng tải thì nó sẽ thụt xuống khoảng 13V này, là giữ ở cái trạng thái khá là lâu này. Rồi. Bây giờ thì nói đến cái cụm dây rắc này. Cái cụm dây rắc này thì nó có 5 dây này. Thì các bạn nhìn thấy nó có ký hiệu. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó gần lại. Đây, cụm dây rắc này nó có 5 dây. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là rắc nó nét hơn này. Nó bao gồm là B-, B1, B2, B3, B4. Thì các bạn hình dung là cái B- này chính là cái điểm âm nguồn của 12V. Đây, âm 12V nhé. Còn cái điểm B1, tức là tính từ cái điểm âm này sang đến cái đầu của pin thứ nhất, nó là B1. Sang đến đầu của pin nối tiếp thứ hai, nó là B2. Và sang đến đầu của pin nối tiếp thứ ba, nó là B3. Và cái điểm B4 thì chính là cái điểm dương nguồn 12V này, chính là cái điểm cuối cùng, thì nó là B4. Cái phần này là phần cân cell và lấy cái điện áp để nuôi cho mạch. Đây các bạn nhìn thấy. Đó. Lần đầu tiên thì mình cũng chả biết lắp ráp thế nào cả, nó chỉ ký hiệu là B-, P-, và C-. Thì cũng chả biết là ký hiệu như nào. Nhưng mà khi mà các bạn mình tìm hiểu, mình tháo hẳn cái mạch này ra xem cái nguyên lý của nó thì mình bắt đầu mình biết. Đó chính là B- là nhận điện áp âm này. P- là chân xuất điện áp âm. Chân công suất xuất điện áp âm. C- này chính là chân sạc. Nó ký hiệu tiếng Anh là tính là chân sạc. Sạc trừ. Khi các bạn sạc thì các bạn sẽ lấy cái chân trừ này và chân dương 12V này để sạc, chứ không phải sạc trực tiếp bằng hai dây âm dương này ra đâu. Đó. Thì cái mạch này họ để ở đây là sử dụng cho 4 cell nối tiếp. 4 cell điện áp 12,8V đến 14,4V. Và cái mạch này nó có cái model là HX4SF100A, tức là cái dòng tải đưa ra là đạt khoảng 100A. Còn nếu như các bạn muốn dùng cái bộ pin nó khối pin nó lớn hơn thì các bạn phải dùng cái mạch này nó lớn hơn. Còn nếu như các bạn dùng với 100A trở về thì các bạn có thể sử dụng với cái mạch này. Nhưng mình khuyến cáo các bạn là cái mạch này nó chỉ tải cho khoảng tầm, mình nghĩ rằng khoảng 60A thôi. Còn nếu 100A thì nó khá là nóng. Chạy 60A thì rất là tốt rồi, nó chỉ ấm ấm thôi. Đó. Hoặc các bạn đạt 100A thì các bạn bắt buộc phải có quạt gió chẳng hạn. Trong này nó có sử dụng khoảng 10 con MOSFET. Đây các bạn nhìn thấy 2, 4, 5 một bên là 10 con MOSFET. Và thực tế thì nó trích một con MOSFET này ra cho phần sạc, thì như vậy là cái phần công suất là 9 con MOSFET. Như 9 con MOSFET thì công suất của nó tương đối là mạnh rồi, đạt khoảng 60A rất là vô tư. Đường mạch này họ sử dụng hai lớp và cái mặt đồng nó khá là dày nên sử dụng không cần phải đắp như nào, nó cũng chịu được. Mình đã sử dụng rồi. Đó. Và đây là một cái khối pin mình sử dụng là 24 quả, 24 cell. Mỗi một khối này là 6 cell được mắc song song, tạo thành 4 khối 6 quả mắc nối tiếp để tạo thành cái điện áp 12V. Và cái này thì nó tương đương với một cái bình ắc quy rơi vào khoảng tầm 50 đến 60 ampere. Và theo cái thông tin thì mình biết được là cái khối pin của Trung Quốc ấy, họ nói rằng là 100 ampere ấy, thì nó sử dụng là 32 quả này. Đó, 32 quả này đạt 100 ampere. Còn theo tính toán từ cell thì nó không đạt được, nhưng mà tính theo cái lượng dung lượng dùng theo ắc quy thì nó đạt được. Và đây là cái video mình làm cho các bạn, một số các bạn chưa lắp ráp bao giờ để tham khảo sử dụng cái pin lithium như này. Đó, cách lắp ráp cũng như là sử dụng cái mạch cân bằng cell, mạch bảo vệ, sạc xả. Rồi và mình xin phép dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi những video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.